Xin cộng đoàn đáp và ở cùng Thầy. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi sẽ không loại ra ngoài, vì tôi từ trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi. Mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ người đã ban cho tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, khi đọc sách Phúc Âm, nhất là Phúc Âm theo Thánh Marco, chúng ta thấy khi Chúa Giêsu muốn thiết lập nhóm 12 tông đồ thì Chúa Giêsu đã chọn những người Ngài muốn, chọn những người Ngài muốn để tập hợp họ thành một cộng đoàn các tông đồ. Và như vậy chúng ta có thể nói ơn gọi tông đồ là ơn gọi trước tiên đến từ ý muốn của Chúa Giêsu. Nhưng nếu chúng ta đọc kỹ hơn trong Phúc Âm Gioan, chúng ta sẽ thấy sâu xa hơn nữa, ý muốn của Chúa Giêsu còn nằm trong thánh ý của Thiên Chúa Cha. Bởi vì Chúa Giêsu đã nói: như Cha đã sai Thầy thì Thầy cũng sai anh em. Như vậy với tính chất bắt cầu này, chúng ta có thể nói ơn gọi của các tông đồ, ơn gọi của các linh mục là đến từ Chúa Cha. Và Chúa Giêsu là người trực tiếp tuyển chọn các tông đồ để trở thành những sứ giả tin mừng của Chúa. Và con ngẫm điều này, con thấy là đó là đối với người được sai đi thì bao giờ cũng phải làm theo ý của người sai mình đi. Cũng tự như Chúa Giêsu hoàn toàn làm theo cái ý Chúa Cha. Chúa Giêsu là người được Chúa Cha sai đến trong trần gian này để loan báo tin mừng cứu độ, loan báo tin mừng tình yêu và lòng thương xót của Ngài. Và Chúa Giêsu ý thức được mình là người được Chúa Cha sai đi, nên Chúa Giêsu đã hoàn toàn làm theo cái ý Chúa Cha. Triệt để đến độ chúng ta thấy trong bài Phúc Âm Chúa nói: tôi từ trời mà xuống, nghĩa là tôi từ Chúa Cha mà đến, nhưng mà không phải đến để làm theo ý của tôi, mà làm theo ý Đấng đã sai tôi. Và rồi chúng ta cũng tìm thấy những nơi khác Chúa Giêsu còn triệt để hơn nữa, khi Chúa Giêsu khẳng định rằng lương thực của Thầy là làm theo ý Đấng đã sai Thầy. Lương thực là cái mà chúng ta dùng hàng ngày. Như vậy thì có thể nói mỗi một ngày đối với Chúa Giêsu đó là một ngày sống làm theo thánh ý của Chúa Cha. Và rồi chúng ta cũng thấy Chúa Giêsu không chỉ làm theo thánh ý Chúa Cha những lúc được người ta ca tụng tôn ngôi, những lúc được vinh quang, mà trong vườn cây dầu, khi đối diện với cuộc tử nạn đẫm máu mồ hôi của Ngài, khi đối diện với có thể nói là cơn cùng cực của nỗi thống khổ, Chúa Giêsu thốt lên lạy Cha: Cha bỏ con thật à? Cha bỏ con thật hay sao? Lạy Cha, xin Cha cất chén đắng này xa con, nhưng con xin Cha đấy, đừng theo ý con, nhưng hãy làm theo ý của Cha. Xin hãy làm cho thánh ý của Cha được nên chọn. Con kính thưa cộng đoàn, linh mục hay tất cả các tín đồ chúng ta cũng vậy, là người được mời gọi nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu Kitô. Hãy nói dễ hiểu hơn là người tín đồ chúng ta, trong đó có linh mục,
là những người được mời gọi nên giống Chúa Giêsu Kitô. Và đối với linh mục được tuyển chọn để làm tông đồ để được sai đi, thì người linh mục được trở nên mời gọi, được trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô mục tử. Vậy thì nếu muốn đồng hình đồng dạng với Đức Kitô, với Đức Kitô mục tử, với Đức Kitô là người được sai đi, thì linh mục cũng là người được sai đi, và linh mục cũng phải là người hoàn toàn tuân hành thánh ý Chúa Cha. Và con thưa quý cộng đoàn, vâng theo ý Cha, vâng theo thánh ý Chúa Cha đôi khi không dễ chút nào. Vâng theo ý Cha hay Cha mới chọn câu tâm niệm xin theo ý Cha khi vui dễ lắm, khi hợp với ý Cha, hợp với ý mình, khi ý Chúa hợp với ý của mình cũng rất là dễ. Hay là khi chúng ta thành công ngay vinh quang cũng dễ. Nhưng khi gặp thử thách, khi gặp đau khổ, khi gặp thánh giá, khi gặp thất bại, con tin chắc chắn đó không phải là một điều dễ chút nào. Và rồi chúng ta cũng thấy đến Chúa Giêsu, người đến từ Chúa Cha, hiểu hết mọi ý muốn của Chúa Cha và hết sức thi hành thánh ý Chúa Cha, Ngài cũng phải thốt lên: Xin Cha cất chén thắng này cho con. Nhưng Ngài vẫn luôn luôn xác tín một điều: xin đừng theo ý con, nhưng hãy làm theo ý Cha. Con xin phép cộng đoàn để có đôi lời nói với Cha mới Giuseppe Nguyễn Hữu Thắng. Cha mới Giuseppe Nguyễn Hữu Thắng chọn câu tâm niệm là xin theo ý Cha, thì con trộm nghĩ đó là muốn theo ý Chúa Cha thì cần phải bắt chước Chúa Giêsu. Nghĩa là thấy Chúa Giêsu làm cái gì mình làm như vậy, Chúa Giêsu nghĩ cái gì mình tập nghĩ như vậy, Chúa Giêsu trong các mối tương quan như thế nào chúng ta cũng tập theo mối tương quan như vậy. Và con nghĩ trong phúc âm đã cho chúng ta nhiều nét đặc biệt về Chúa Giêsu, và nhờ đó Ngài có thể thi hành thánh ý Chúa Cha. Chứ thế đó là Ngài luôn luôn cầu nguyện để tìm thánh ý Chúa Cha. Như vậy linh mục nếu muốn trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Giêsu Kitô, là người được sai đi, là người luôn luôn thi hành thánh ý của Chúa Cha, thì con nghĩ rằng linh mục cũng phải là con người của cầu nguyện. Con được quý cha cố kể cho con nghe một câu chuyện này. Có một vị linh mục kia đi tới xứ nào là đổ vỡ ở nơi đó, trao công tác nào cũng thất bại, cũng đổ vỡ cả. Rồi một ngày Ngài cũng qua đời. Và khi qua đời thì cha quản hạt đến trong phòng làm việc của Ngài theo lệnh của Đức Cha để thay mặt Đức Cha xác nhận cái sự qua đời của vị linh mục đó, cũng như để giữ những cái gì đang hiện trạng một cách đầy đủ như vậy. Thì Ngài phát hiện ra trên bàn làm việc của vị linh mục ấy có một cuốn sách kinh nhật tụng. Kinh nhật tụng là cuốn sách để các linh mục cầu nguyện một ngày ít là 4 lần. Nhưng mà vị linh mục quản hạt ấy nhìn thấy cuốn sách kinh nhật tụng trên bàn với một lớp bụi rất dày ở trên đó, nghĩa là đã từ lâu Ngài không dùng, Ngài không cầm cuốn sách kinh nhật tụng để cầu nguyện. Thiếu cầu nguyện thì sẽ đổ vỡ, thiếu cầu nguyện thì không thể hiểu được thánh ý Chúa Cha, thiếu cầu nguyện thì không có đủ sức mạnh để có thể tuân hành hay để có thể làm theo ý của Thiên Chúa trong đời sống và trong sứ vụ cũng như trong ơn gọi linh mục của mình. Rồi con thấy Chúa Giêsu là một người luôn ở lại trong tình yêu của Chúa Cha. Chúa Giêsu cảm thương được với những nỗi bất hạnh, với những đau khổ, với những yếu đuối, với những tội lỗi của kiếp người chúng ta, bởi vì Ngài luôn ở lại trong tình yêu của Chúa. Và Ngài cũng mời gọi tất cả các tín hữu chúng ta, cũng là mời gọi các linh mục hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Để khi chúng ta ở lại trong tình yêu của Chúa Giêsu thì chúng ta cũng được ở lại trong tình yêu của Thiên Chúa Cha. Và con nghĩ rằng chỉ có tình yêu trong Đức Kitô, trong Thiên Chúa Cha, lúc ấy người linh mục mới có thể vì hai chữ tình yêu mới có thể thi hành được thánh ý của Thiên Chúa Cha trong cuộc đời của mình. Dĩ nhiên còn nhiều điều khác, nhưng con muốn gửi gắm đến cha Giuseppe Nguyễn Hữu Thắng trong thánh lễ tạ ơn hôm nay hai điều quan trọng, đó là cha đã chọn tâm niệm đời mình, đời linh mục của mình là xin theo ý Cha. Vậy xin Cha hãy luôn luôn trung thành
với việc cầu nguyện mỗi ngày theo gương của Chúa Giêsu Kitô, và xin Cha hãy ở lại trong tình yêu của Đức Kitô để được ở lại trong tình yêu của Thiên Chúa Cha, và nhờ tình yêu ấy, một tình yêu được thắp nhập trong tình yêu hiến tế của Chúa Giêsu, một tình yêu được thắp nhập trong tình yêu say của Thiên Chúa Cha, Cha có thể hạnh phúc trong ơn gọi linh mục và luôn luôn hăng say nhiệt thành trong sứ vụ tông đồ.